Video này dành cho những anh em đầu tư đất tại Hà Nội anh em nhé, trường phái đầu tư đất vùng ven Hà Nội. Hiện tại thì Hoàn đang có một cái lô góc rất là đẹp, diện tích là tổng là 84m, nhưng mà trong đó thì có 6m mặt tiền, căn góc 3 mặt thoáng. Đường phía trước thì ở đây là đất đô thị anh em nhé, đất quy hoạch rất là đẹp. Sẽ có đường 12m, vỉa hè 3m mỗi bên, lòng đường 6m, sẽ có đường đi bộ phía hông và phía sau. Đằng sau thì sẽ có một cái hồ nước rất là đẹp. Cái lô đất này sẽ phù hợp cho các bạn có thể là ở kinh doanh, và đặc biệt là về cái tính lợi nhuận và tính thanh khoản là hai cái tiêu chí số 1. Mình nghĩ cái lô đất này có thể là đáp ứng đầy đủ được cái mong muốn của các bạn. Vì thế anh em nào chúng ta có tầm tài chính tầm khoảng nhỉnh 2 tỷ một chút anh em ạ. Nhỉnh 2 tỷ một chút thì anh em hãy xem xét và nghiên cứu kỹ cái lô đất này nhá. Đây là một cái lô đất đặc biệt, và hy vọng là Hoàn làm cái video này sẽ giúp được rất nhiều anh em mà chúng ta đang có nhu cầu mong muốn tìm đúng cái sản phẩm như Hoàn đang giới thiệu. Nên nếu anh em nào mà chúng ta mà đang đúng cái nhu cầu và cái mong muốn của mình thì quyết đoán nha, liên hệ cho Hoàn để Hoàn có thể hỗ trợ trực tiếp cho anh em.